Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6. Như vậy thì trong clip trước thầy đã quay xong cho em ở cái bài 22, bài 23 ở các cái dạng của cái việc tính độ dài đoạn thẳng không nào. Một cách tổng hợp cho nên thầy không có đi riêng ở từng bài. Còn cái việc đi riêng từng bài thì trong kênh của thầy đã có sẵn ở toán đại số và hình học ở trong danh sách khác thầy đã quay xong ở năm ngoái rồi. Chúng ta cứ vào đó chúng ta xem. Ok, em có hiểu nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho em ở đầu từ bài 24. Ta đi sang bài 24 nhé. Ta có bài 24 em. Trên tia OX đặt các điểm AB sao cho OA bằng A cm, OB bằng B cm. Tính độ dài của AB, biết B thì nhỏ hơn A. Nghĩa là OA này có độ dài lớn hơn cái OB ở đây. Nhưng có hiểu nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có thể vẽ hình như này. Quỹ minh họa thôi nhé. Có cái hình nó dễ nhìn hơn ha. Đây trên tia OX này. Chúng ta sẽ lấy hai điểm A và B sao cho A ở đây thì lớn hơn, chứng tỏ cái điểm A nó nằm ở ngoài đây và điểm B nó nằm ở trong này. Ví dụ thế. Ở đây đoạn này là B đi thì cái đoạn này là A đi, ví dụ thế nha. Một cách tổng quát này ha. Ở đây nó có là B nhỏ hơn A. Ok. Ta có câu A này. Tính độ dài của đoạn AB, biết B nhỏ hơn A. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là điểm gì sẽ nằm giữa cái điểm B này sẽ nằm giữa O và A. Vì sao các em? Vì OA nó sẽ lớn hơn OB. Có được chưa nào? Do đó cái đoạn AB này sẽ bằng A trừ cho B. Một cách tổng quát là như vậy. Ở đây chúng ta lập luận là vì A và B trên cái tia OX mà OB thì nhỏ hơn OA. Ở đây ta thử đơn ra vì cái độ dài của nó nhỏ hơn nên cái điểm B nó nằm ở đâu? Nằm giữa O và A nên ta có được điều gì các em? Nên ta có là cái đoạn tổng ta là OA sẽ bằng OB cộng cho AB, được chưa nào? Từ đây chúng ta suy ra AB sẽ bằng OA trừ cho OB. Cái bài này là dạng tổng quát em, ở đây nó sẽ bằng A trừ cho B, xong. Đó. Gặp bất kỳ bài nào cứ cho biết hai đoạn thẳng và tính đoạn thẳng thứ ba thì chúng ta trình bày giống y như thế này nhé. Câu B nha. Câu B nha. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Trung điểm là cái điểm nằm giữa và nó cách đều A và B. Tính độ dài OM. Như vậy chúng ta cần phải tính OM là tính đoạn này. Mà trong khi đó OB chúng ta đã biết là bằng B. MB chúng ta đã biết chưa em? MB chúng ta chưa biết, chúng ta cần phải tính MB này nữa này. Mà AB chúng ta đã có rồi. Như vậy MB này sẽ bằng AB chia 2, nghĩa là A trừ B này sẽ chia 2. Em có hiểu không nào? A trừ B này chia 2 là ra được cái đoạn MB đây. Như vậy để tính được cái đoạn OM đây, chúng ta sẽ lấy là gì? OB cộng cho MB. Như vậy bây giờ nhiệm vụ chúng ta đi tính MB nữa. Mà M này chính là trung điểm, chứng tỏ MB này sẽ bằng là AB chia 2. Nên chúng ta sẽ tính được đoạn MB. Có MB rồi chúng ta sẽ tính được OM. Các em hiểu chưa nào? Đó. Như vậy thì ở đây thầy vẫn để cái hình để chúng ta dễ thấy ha. Ta lập luận như sau các em. Chúng ta có hai ý các em. Vì M là trung điểm của AB, ta có điều gì? Ta có MA bằng MB thì bằng AB này chia 2 thì nó sẽ bằng là gì các em? Thì nó sẽ bằng là A trừ B này chia cho 2.
Như vậy chúng ta đã tính được MB rồi. Tiếp tục, cho em thấy cái điểm gì nằm giữa hai điểm này, điểm B nằm giữa O với M đúng không nè? Ta phải có câu lập luận như vậy nhé. Vì B nằm giữa O và M nên ta có là gì? OM là độ tổng sẽ bằng là gì? OB cộng MB. Nên từ đây ta suy ra OM mà OB ta sẽ bằng là B cộng đây là A trừ B chia 2. Có đúng không? Nên chúng ta sẽ tiến hành quy đồng lấy 2 nhân ở đây. 2B cộng ở đây chia 2. Như vậy OM sẽ bằng là 2B trừ B thì bằng B. Nghĩa là chúng ta có A cộng B thì chia cho 2. Thầy nói lại này, A trừ B á, thầy nói 2B mà trừ 1B thì bằng B ở đây. A đây ta viết lại, chúng ta nên viết A lên trước thì nhìn nghĩa là A cộng B chia 2. Vậy OM sẽ bằng là A cộng B chia 2. Xong. Cái đề bài 24 em. Thầy ngồi thét đau lưng quá, đau lưng em. Câu A. Câu B này. Rồi chúng ta sẽ đi sang bài tiếp theo nhé. Chắc thầy sẽ quay cho em bài 26 luôn ạ. Bài 25 để trong clip sau ấy. Bài này khá dài. Ta có bài 26 em. Cho 4 điểm A, B, C, D theo thứ tự đó trên một đường thẳng. Biết rằng AB bằng CD là bằng 3 cm, BC là bằng 5 cm, thì chứng tỏ rằng AC bằng BD. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cái đường thẳng ra. Giả sử như thầy sẽ vẽ đây là một cái đường thẳng A nha. Bây giờ chúng ta có này, AB thì bằng CD là bằng mỗi anh là bằng 3 cm ha. AB ha. Rồi CD. Mà trong khi đó là BC. BC chúng ta là bằng 5. Chứng tỏ đây. Đây là AB này. BC. Nếu mà vẽ như này ta không đủ, phải vẽ 1 2 3. Cho B vào đây đi. Đây là A này. Đây B này. BC của chúng ta là bằng 5. Chúng ta C ở đây. X BC bằng 5 mà. Là 1 2 3 4 5. 5 ở đây. C đây. D chúng ta tiếp tục là bằng 3. 1 2 3. D ở đây nha. Đó. Như vậy thì cái đoạn này là bằng cái đoạn này là bằng 3 này. AB ở đây bằng 3 này. BC đây bằng 5 này. Được chưa? Bây giờ người ta hỏi gì đây? AC BD nghĩa là chúng ta phải đi tính trong thầy cái đoạn AC với lại tính cái đoạn BD. Rồi câu A này, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn em tính AC. Tính AC thì đây này, AC thì chúng ta sẽ chia thành điểm D lại. Khi đó điểm B nằm giữa, chứng tỏ AC nên là đoạn tổng, các em lấy 3 cộng 5 thôi nè. Vì B nằm giữa A và C, ta có, ta làm nhanh. AC thì bằng AB cộng cho BC. Như vậy thì bằng 3 cộng 5 thì bằng 8 cm. Tương tự để tính được cái đoạn BD thì chúng ta chia điểm A lại. Chia điểm A lại thì các em thấy là điểm C sẽ nằm giữa B và D. Vì C nằm giữa B và D, ta có BD thì sẽ bằng BC cộng cái gì? CD sẽ bằng 5 cộng cho 3 cộng bằng 8 cm. Vậy AC sẽ bằng BD và bằng 8 cm.
Điều phải chứng minh. Điều phải chứng minh game nhé. Ok. Câu B. Hai đoạn thẳng BC và AD có cùng một trung điểm. Đó nè. Như vậy thì ở đây các em thấy rằng chúng ta giả sử đi. Chúng ta gọi Y là trung điểm của BC. Ở đây. Thì chứng tỏ YB và YC mỗi đoạn là bằng 2,5. Các em hiểu không nào? Mỗi đoạn là bằng 2,5. Đó. Và khi đó Y Y thì sao đây? Cũng chính là trung điểm của gì? Của AD. Tại vì sao? Ở đây là bằng bằng mấy em? Từ A cho tới D này bằng mấy? Các em? Bạn đã biết. Cộng lại hết là 3 cộng 5 cộng 3 là bằng 10 à? 11 chia cho 2 ra là bằng 5,5. Các em hiểu nào? Đó. Ok. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ trình bày ra giùm thầy nha. Chúng ta gọi Y là trung điểm của BC. Được chưa nào? Gọi Y là trung điểm BC. Thì chúng ta có YA thì bằng YD, có phải bằng AD chia 2 không? Và AD của chúng ta này sẽ bằng là 3 cộng 5 cộng 3 là bằng 1 chia 2 là bằng 5,5 cm. Và đồng thời Y này nó thuộc AD. Y thuộc AD. Thì nên Y cũng là trung điểm. Trung điểm của đoạn AD. Được chưa nào? Được chưa nào? Trong clip này thầy chỉ quay hai bài thôi. Trong clip sau thầy tiếp tục up cho các em để chúng ta có cái cơ sở để chúng ta làm cho tốt ở trong thi học kỳ 1 các em nhé. Ok, cảm ơn các em.